Anh là Jose Ngô Duy Thập, nhận em Maria Trần Thị Thủy Ngọc làm vợ của anh. Vợ giữa lòng chung thủy với em, lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Maria Trần Thị Thủy Ngọc nhận anh Jose Ngô Duy Thập làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh.